từ từ đấy anh ơi. Cả nhà đi ăn buffet quán Golden Palace. Đấy. Ok, cho mọi người vào xem quán buffet. Nghe nói là 30 mấy đồng ấy. 32 đồng à? 3 mấy đồng? Chưa được 26 đồng đấy. Ờ, 26 đồng là ăn tiền ga, uống tiền ga. Ok, cho mọi người vào xem. Ok. Buổi tối 31 đồng. Đang ở bên Đức. Ngồi xem. Đường phố đấy cũng vắng vẻ. Xăng ở đây là 175. 175. Xăng 175. Đấy. Hả? À đúng rồi, làm nó hợp nhau thì nó vào đi. Tích à? Không biết là chị mình cứ vào trước một chút được không? Vào đi anh. Hello, hey, nếu mà đi hào. Đi hào ấy, nó có gì để nghe. Nha. Chú ơi. Chú ạ. Chú ơi, chú ạ. Hello, hello. Hello, chú ạ. Đây cuối rồi chết. Đấy, quán chị ngoan. Bà 26 đồng ăn tiền ga. Xem có những cái món gì ngon đây. Nghe nói uống tiền ga luôn. Rồi có sư phụ đang ở đây làm tiền sắm. Rồi đang dán. Đang ở Tây Gần. Cơm. Oh. Hello. Chào. Wish I can take a Macy. Tiffany, come here to eat. There are plenty of food. Có cả sushi nữa ạ. À. Sushi here as well. Sushi nữa, ăn thoải mái. Also drink is included as well. Uống nước thoải mái. Ồ, có cả thịt dợi. Có cả chocolate. Orange as well. That is a big grape. Nho to quá. Apple, peach, lychee. Good day. Để sức ra sang đây mà cả nhà cũng đưa đi ăn. Đây cà phê. À. Hello. Bánh mì, oh, bánh mì cũng có. Chips. Cái đồ này không ngon. Tôm. Cháo súp. Mình chọn uống bia, vừa chọn uống bia cũng thoải mái à? Chọn bia thoải mái thì về gần đây mà. Uống bao nhiêu trái được à? Uống bao nhiêu trái? Anh uống không? Ăn tí nữa, tí uống. Nhiều thế. Cái cá sống này, cá sống mình lấy cho nó uống ạ. Thấy em? Thấy em? Cá sống này mình lấy cho nó rán à? Ờ. Hầu nữa, tôm, mực, lam chop, thịt bò, thịt lợn,
ớt, hành, rau. Họ lấy cho họ để họ dán cho mình. Đây có tỉm sắm nữa, tỉm sắm há cảo xíu mải. Đây là cá. Ồ, lấy này xong qua sư phụ chảo. Ồ, lấy. Ồ, sư phụ nấu. Lấy, tức lấy cho chọn. Sư phụ nấu. Nhà hàng cà phê. Em là chị. Ồ, beef steak. So fresh. Mình vừa dùng hai cái, một dụng một cái răng. Đây nhiều lắm lại. Hai anh em đang ngồi đây uống này à? Mà anh ơi. Wow, bia uống thoải mái mới sợ chứ. Ai mà đây mà uống được bia thì tha hồ. Bia, nước táo, nước cam, coca, nước suối. Không biết bạn ăn sushi không nhỉ? Em cầm quay anh một phút để giới thiệu cho mọi người. Đây anh quay này. Đây, xin chào mọi người. Đây chuẩn. Hôm nay được anh Quyền dẫn đi ăn quán cà phê ở Minh Đức. Ăn và uống là 26 đồng. Ai mà ăn khỏe thao của anh. Buổi trưa 26 đồng, buổi tối 31 đồng. Ờ, cũng rẻ nhỉ. 26 đồng có rẻ. Đúng không? Cả cửa đi cùng. Ok nha, xin chào mọi người. Coi.